Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin Trước Ống Kính. Bản tin chiều thứ 6 ngày 16 tháng 10 chuyển tải những ghi nhận về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Mời quý vị cùng cập nhật ngay sau đây. Ghi nhận đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Quý Tiến ở ấp 5 xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Dù may mắn không có thương vong nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Đang làm việc trong khu nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Quý Tiến ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì bảo vệ và 5 công nhân đột nhiên nghe thấy có tiếng nổ lớn và khói bốc lên từ phía trong kho, nên đã gọi điện báo cho đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 3, có trụ sở tại khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ. Khoảng 20 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 5 xe chữa cháy, 2 xe bồn chở nước và 20 cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Do nhà xưởng được làm kiên cố, tường xây cao khoảng 3 mét và mái lợp tôn. Bên trong chứa khoảng 50 tấn vải vụn nên lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường để dập lửa. Lực lượng chức năng phải dùng xe cuốc phá một số nơi để tiếp cận đám cháy. 30 phút sau, đám cháy lan ra 1.000 mét vuông nhà kho. Thấy cháy lớn và khó có thể dập tắt trong thời gian ngắn, nên đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 3 đã huy động thêm đội chữa cháy của nhà máy đạm Phú Mỹ và tổng công ty phát điện 3 đến tiếp ứng. Chỗ lấy nước xa và đường vào công ty khó khăn nên lực lượng tại chỗ chủ yếu khống chế đám cháy, không cho cháy lan sang xưởng bên cạnh. Với sức nóng của lửa, khoảng 1 giờ sau, nhà kho bị đổ sập hoàn toàn, thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng. Được biết, nhà kho được công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Quý Tiến mới sơn sửa và lợp tôn lại cách đây khoảng 1 tháng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra. Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Cứu hộ Cứu nạn vụ sạt lở nghiêm trọng thủy điện dọc sông Rào Trăng thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 15 tháng 10, các lực lượng đã tìm kiếm được 13 thi thể thành viên đoàn công tác bị mất tích tại trạm Kiểm Lâm 67 gần khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy là đến 19 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 10, công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích tại khu vực trạm Kiểm Lâm 67 đã kết thúc. Những ngày qua, lực lượng quân đội đã phối hợp với các ngành chức năng khoanh vùng vị trí nhà trạm Kiểm Lâm 67 để tích cực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện dọc sông Rào Trăng thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cán bộ chiến sĩ quân đội đã nỗ lực tranh thủ từng giờ từng phút chạy đua với thời gian. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng trực tiếp đến thực địa chỉ đạo và động viên các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia, nỗ lực hết sức để trong thời gian sớm nhất tìm kiếm được tất cả các nạn nhân, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ. Phải nói rằng đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tìm đồng đội và thủ trưởng cấp trên. Với tâm trạng của người cán bộ và nhân viên của đơn vị thì hết sức là xúc động. Ở đó là chúng tôi thì trách nhiệm phải gần nhân đôi và vượt qua mọi khó khăn và đường xá, thời tiết và khí hậu để đưa đồng đội, thủ trưởng và các đồng chí về với người nhà, người thân và một thời gian ngắn nhất. Để công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra nhanh nhất, Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế điều động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm trang bị phương tiện các loại. Qua đó xác định được 13 cán bộ chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67. Đến 14 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 6 thi thể nạn nhân mất tích trước đó ở khu vực trạm Kiểm Lâm 67. 14 giờ 55 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 7. 17 giờ 50 phút tiếp tục tìm thấy 10 thi thể và 18 giờ 20 phút thi thể thứ 12 được tìm thấy. Đến 19 giờ 20 phút tối 15 tháng 10, các lực lượng tìm thấy thi thể thứ 13. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên công ty Alibaba sau điều tra mở rộng vụ án tại công ty Alibaba với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 6 bị can bị khởi tố trong vụ công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của công ty, Đào Thị Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý.
Trinh cũng là người đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Liên quan đến vụ án công ty Alibaba, trước đó hàng chục lãnh đạo nhân viên của lò lừa đảo Địa Ốc Ma đã bị khởi tố bắt tạm giam, trong đó có Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo và hai em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực. Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 15 tháng 10 đã xảy ra trường hợp tử vong sau tiêm chủng vaccine Combi-5 và vaccine bại liệt OBV lần 1 ở trẻ nữ hơn 2 tháng tuổi tại Bản Ái, phường Chiền Sơm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Hiện Sở Y tế tỉnh Sơn La đã có kết luận về nguyên nhân tử vong. Sau khi tổng hợp phân tích đánh giá, Hội đồng Tư vấn chuyên môn gồm lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và chuyên gia vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thống nhất kết luận trẻ tử vong do phản vệ cấp độ 4, không hồi phục được với vaccine Combi-5, loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, trẻ tử vong được tiêm vaccine Combi-5 và uống vaccine phòng chống bại liệt một lần lúc 9 giờ 50 phút ngày 12 tháng 10. Đến trưa, trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở, được trạm y tế xã Chiền Sơm cấp cứu theo phác đồ chống phản vệ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu, hồi sức tích cực. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, trẻ đã tử vong. Trong số 18 trẻ được tiêm chủng cùng lô vaccine Combi-5 và uống vaccine OBV, ngoài trẻ tử vong còn có một trường hợp phản ứng nặng nhưng đã được cấp cứu và hiện đã ổn định. Một trường hợp khác tiêm vaccine tại trạm y tế phường Triền An, thành phố Sơn La cũng có phản ứng nặng, được cấp cứu và sau đó sức khỏe đã ổn định. Bản tin trong ống kính chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại những bản tin đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website brt.vn và kênh YouTube BRT Go. Ý kiến góp ý cũng như thông tin cộng tác, quý vị vui lòng gửi về hộp thư trước ống kính brta@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.